ơi, hôm nay mình sẽ làm cái nước này gọi là mật ong này, quất này, gừng này là để cho cả nhà uống nha các bạn. Bởi vì là tình hình dịch bệnh ở Việt Nam đợt này ở khu vực mình thì lại bắt đầu có dấu hiệu có người bị nhiễm Covid ấy. Thì theo như những người ta bị nhiễm rồi là người ta bảo là uống những cái này là tăng sức đề kháng này, rồi thải độc các bạn. Nên là mình sẽ làm cho cả nhà và Moon với Bo uống nha các bạn. Bo. Thực ra người dính thì còn có biện pháp chữa, nhưng người ta không chữa cho khỉ mới cho động vật các bạn. Nên là Moon với Bo đợt này mình phải hết sức cẩn thận đấy, không dám đưa ra ngoài ấy các bạn. Từ từ thôi, không dám đưa ra ngoài đâu. Là tay con cái gì đấy, con đụng vào cái gì mà con sẽ nảy ra Bo. Con củ gừng đây để mẹ lấy con. Mẹ nhá. Đây để mẹ cạo cái này. Đây gừng đây. Gừng này có cái nạo thì tốt các bạn. Nên mình không có cái nạo mình cạo này. Cạo này có vị ra. Bò, con làm gì con, đi lên đi con. Lên đi, bò lên đi. Gừng này xay nhuyễn được thì tốt các bạn. Mẹ hợt những cái hột này đi. Từ từ bò, có ăn đã ăn được đâu con, chua lắm. À đây, cho rất nước lại nha. Đây là mật ong đây các bạn này. Từ từ con bò Moon ốc. Moon con đi ra con. Đấy, nào, Moon mời dịch ra. Bò Moon từ từ phải ướt từ từ mẹ ấy chứ, để mẹ cho em uống đã. Đây bò đưa mẹ bỏ bò này, đây Moon đây của Moon đây Moon đây. Moon uống khéo nhỉ. Gừng với mật ong với quất các bạn. Uống cái này thấy bảo tăng sức đề kháng nè. Về đầu mùa đông nè là cũng quán lạnh các bạn. Không bị lạnh. Un bò uống theo.
có nhề. Uống khéo chẳng bị đổ đâu. Cắt ôm này, con bê này. Con bê này. Bê lên, bê lên, ngọc bê lên. Nhanh lên này đi con. Con cầm này, ngọc bê này. Bê lên, bê lên. Ngươi. Con để cho em, mẹ lấy cái khác ra. Mẹ lấy ôi mù nó uống quá đâu. Hơi cái cây mà đáng xì hơi đấy. Nào bó đi xuống đi con ơi. Đủ rồi con. Ba ơi. Ba. Ba chào mọi người cái. Nào. Ba chào mọi người cái. Nào xong rồi để chào các bạn để tắt video. Nào. Em chào mọi người. Nào. Ba. Mẹ bảo. Nào. Xong rồi tắt video chào mọi người cái. Nào tay đâu tay đâu. Tay em chào mọi người thế nào. Nào mẹ yêu. Nào. Chào mọi người cái. Nào. Em chào mọi người cái. Xong rồi cứ làm. Chào mọi người cái. Nào. Wow, bộ giỏi nhé, chào cái nữa. Em chào cái nữa đi. Chào cái nữa, kệ con mua, chào cái nữa. Nào, em chào cái nữa, nào. Nào, chào cái nữa. Nào, bố chào cái nữa. Chào, chào. Wow, nào, chào, chào, chào cái nữa. Wow, bộ giỏi nhé, bộ mẹ giỏi nhé.